Thanh Tùng Hàng Bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 9 cặp loa. 9 cặp loa từ bình dân cho đến cao cấp ạ, từ bình dân cho đến cao cấp. Để các bác cùng ngắm này. Đầu tiên là những cặp Onkyo đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và tiếp những cặp Sony cây cột này. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Những cặp Pioneer này. Đẹp miễn bàn luôn. Đấy, em quay nước qua một vòng. Giới thiệu qua cho các bác những cặp loa đẹp và đáng chơi. Và cũng có thể nghe nhạc và hát karaoke gia đình cũng rất là tốt cho những cái cặp loa như thế này. Và các bác xem video của em, hãy cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và cũng không để các bác chờ lâu, em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm ạ. Đầu tiên là một cặp Onkyo ạ. Model của nó là D66RX ạ. D66RX các bác cùng ngắm ạ. Đấy, một cái bát 25 màng giấy gân mút và một tuyến chung giấy. Đấy, chung giấy cũng gân mút luôn đấy ạ. Và một tuyến tép đôm, một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6 cm, thở phía đằng trước này. Các bác cùng ngắm này, tuyến loa này, bát chung tép còn rất là đẹp luôn. Đấy, còn như mới luôn đấy ạ. Đấy, trên video em quay rất chi tiết cho các bác luôn. Và loa thì được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ này. Chiều cao của loa là 60.5 cm, rộng 32.5 cm và sâu cả ê căng là 35 cm ạ. Loa cực kỳ gấu, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Các bác cùng ngắm tuyến hông ạ. Tuyến hông cũng tuyệt đẹp rồi. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và em quay tiếp tuyến hậu. Các bác cùng ngắm ạ. Tuyến hậu này cũng có rack ride trái phải ấy. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Còn rất chi là tươi mới luôn. Đấy, còn rất chi là tươi mới. Thùng vách thì bao đẹp cho các bác luôn. Bao đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông. Các bác cùng ngắm ạ. Em quay rất chi tiết luôn. Đấy, từng góc cạnh cho các bác tham khảo. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Onkyo D66RX ạ. Trở kháng là 6 ohm, công suất đầu vào là 40W, công suất max là 120W ạ. 240W cho cả cặp các bác. Thẩm âm nghe nhạc hát karaoke gia đình rất là tốt cho những cặp loa như thế này. Và chất âm cũng cực kỳ hay. Và hôm nay em để cho các bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi. Đến từ shop bên em là 4.800.000 cho cặp Onkyo D66RX. Đấy, bát 25. Màng giấy gân mút và một tuyến chung giấy này, cũng gân mút và một tuyến tép đôm. Đấy, chất âm rất là hay luôn. Đấy, là một mức giá là 4.800.000 ạ, 4.800.000. Và tiếp là một cặp Sony, đấy, 747. Đấy các bác cùng ngắm này. Cũng là cái bát 25 cm. Màng giấy gân vải lụa xếp tẩm dầu nguyên zin này. Đấy. Các bác cùng ngắm này, gân còn rất là mềm luôn. Và một tuyến tép đôm và một vi tinh chỉnh cho giải cao, các bác cùng ngắm này. Tuyến bát loa này còn rất chi là đẹp. Và một cái bát cộng hưởng. Một cái bát cộng hưởng ở giới cũng là bát 25. Đấy. Các bác cùng ngắm á. Màng trống, gân cao su này. Còn zin đét luôn. Đấy, cũng còn thùng vách thì vuông thành sắc cạnh. Cũng còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Loa thì cũng được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ ạ. Chiều cao của loa là 80 cm, rộng 37 và sâu cả ê căng là 33 cm. Đấy, cặp loa cũng rất là đáng chơi. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Đấy, giới thiệu đến các bác. Các bác cùng ngắm tuyến hông này. Cũng vuông thành sắc cạnh luôn. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Đấy, chiều cao của loa thì cao 80. Cho ra chất âm cực kỳ hay luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Cũng còn rất là tươi mới luôn. Còn rất là tươi mới. Có một vết, hai vết chảy nhẹ do vận chuyển. Đấy, không thể tránh được những cái vết ý ạ. Đấy, các bác cùng ngắm này, những cặp loa cũng đáng chơi đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông ạ. Các bác cùng ngắm này. Tuyến hông vuông thành sắc cạnh luôn. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Sony SS747 ạ. Trở kháng 8 ohm, công suất là 80W. 80W made in Japan này. Đấy, 160W cho cả cặp. Đấy, các bác nghe nhạc thẩm âm karaoke gia đình cũng rất là tốt. Tiếng test thì cũng rất là hay luôn. Chất âm rất là nực cho những cái cặp loa Sony như 747 như thế này. Đấy, và hôm nay em cũng báo cho các bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi đầu xuân. Đầu xuân đấy ạ. Hôm qua cũng là đầu xuân mà hôm nay thì em quay cũng vẫn là đầu xuân. Đấy, để chia sẻ đến các bác những cặp loa Sony cực kỳ đẹp. Bát 25 màng giấy gân vải lụa xếp tẩm dầu nguyên zin và một tuyến tép đôm và một cái bát cộng hưởng ở giới. Một cái mức giá là 3.500.000 ạ. Đấy, các bác cùng tham khảo.
những cặp loa đáng chơi đấy. Mặt trông giống đúng như JB đấy ạ. Và tiếp ạ là một cặp Pioneer, để các bác cùng ngắm này. Bát 25, màng giấy gân vải nhuộm nguyên zin này. Và một tuyến trung giấy này, và một tuyến tép giấy này. Loa tuyệt đẹp luôn, các bác cùng ngắm ạ. Bát 25, màng giấy gân vải nhuộm nguyên zin. Và một tuyến trung giấy, và một tuyến tép giấy. Một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm thở phía đằng trước. Đấy. Màu đen của loa là Pioneer CSA7, các bác cùng ngắm này. Những cặp loa còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, em quay tuyến đỉnh này, các bác cùng ngắm tuyến đỉnh. Tuyến đỉnh nước xi còn rất là tươi mới luôn. Đấy, được nặng một nước xi màu nâu. Đấy, các bác cùng ngắm này, vân gỗ rất là đẹp luôn. Chiều cao của loa là 80cm, rộng 36cm và sâu cả e căng là 32.5cm. Đấy, các bác cùng ngắm này. Kích thước tuyến thủng rất là lớn ạ, rất là hay đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp, các bác cùng ngắm ạ. Tuyến hông, đấy, bao vuông thành sắc cạnh cho các bác luôn. Loa thì bao đẹp, bao zin. Đấy. Các bác chờ em một chút xíu để em đẩy đây. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng tham khảo, tuyến hậu như thế này đã đủ đẹp chưa ạ? Tuyến hậu cũng cực kỳ là đẹp luôn. Có đẹp lại trái phải, các bác cùng tham khảo. Những cặp loa đấy, đẹp từ tuyến hậu cho đến tuyến đỉnh, tuyến hông. Đấy, các bác cùng ngắm này. Loa vuông thành sắc cạnh rất là đẹp luôn. Đấy. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Pioneer CSA7 ạ. Trở kháng 8 ohm, công suất là 70W, giải tần từ 35 đến 20kHz. Đấy, made in Japan. Đấy, và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho cặp Pioneer CSA7. Một mức giá là 4.800.000, 4.800.000. Bát 25 này, các bác cùng ngắm này. Nguyên zin nguyên bản luôn, màng giấy gân vải nhuộm nguyên zin và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy này. Tuyến loa cực kỳ đẹp. Đấy, mà một mức giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi là 4.800.000 ạ, 4.800.000. Và các bác xem yêu thích một sản phẩm nào cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em hãy cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận cái video mới nhất bên em ạ. Và tiếp ạ, lại là một cặp model của nó là CPD5 của Sharp đấy ạ, Sharp ạ. Các bác cùng ngắm này. Một cái bát 30 màng giấy gân vải nụa xếp tẩm dầu nguyên zin. Đấy, và một tuyến trung giấy này. Và một tuyến tép giấy, các bác cùng ngắm ạ. Và một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8cm thở phía đằng trước. Loa cực kỳ gấu. Đấy, các bác cùng ngắm này. Kích thước thùng thì cũng rất là lớn luôn đấy ạ. Chiều cao của loa là 80cm, rộng 40 và sâu cả e căng là 33cm. Đấy, chất âm cực kỳ nực luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Tuyến đỉnh loa này, vuông thành sắc cạnh, các bác cùng ngắm này. Được nặng một nước xi đỏ đen vân gỗ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Nước xi còn rất là tươi mới. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp, các bác cùng tham khảo ạ. Tuyến hông này vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ, các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu cũng còn rất là tươi mới luôn. Và em quay tiếp tuyến hông và báo thông số báo giá cho các bác. Cặp loa CPD5. Đấy. Tuyến hông cực kỳ đẹp, vuông thành sắc cạnh. Và em báo thông số model của nó là Sharp CPD5. Đấy. Trở kháng là 8 ohm, công suất là 63W ạ, 63W. Các bác cũng có thể thẩm âm nghe nhạc và hát karaoke gia đình, những cái cặp loa như thế này cũng rất là tốt rồi. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi là 4.800.000 cho cặp Sharp CPD5. Đấy, bát 30, màng giấy gân vải nhuộm xếp nguyên zin và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy này. Các bác cùng ngắm tuyến loa cực kỳ đều, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đấy, các bác cũng có thể để trưng bày trong cái căn phòng nhà mình. Những cái cặp loa kích thước lớn như thế này cũng rất là đẹp rồi. Đấy. Và tiếp ạ là một cặp Victor, model của nó là GS505. Đấy, bát 25, màng giấy gân mút này, màng giấy gân mút và một tuyến trung giấy này và một tuyến tép giấy. Các bác cùng ngắm ạ. Tuyến bát trung tép còn rất là đều, rất là đẹp luôn. Một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8cm thở phía đằng trước ở giới ạ. Các bác cùng ngắm tuyến loa này.
cực kỳ đẹp luôn. Noa thì nặng được một nớt xi, màu cánh dán vân gỗ, các bác cùng ngắm ạ, màu cánh dán vân gỗ. Chiều cao của noa là 80cm, rộng 39cm và sâu cả ê căng là 33cm. Để các bác cùng tham khảo những cặp noa kích thước rất là khổ, chất âm cực kỳ nực luôn. Đấy, và tuyến hông này, em quay tuyến hông cho các bác này. Tuyến hông thì vuông thành sát cạnh luôn, đấy, không có bể nở sứt sẹo gì. Noa cực kỳ đẹp đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu, các bác cùng ngắm tuyến hậu này, còn rất là tươi mới luôn, tuyến hậu còn rất là tươi mới ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp, các bác cùng tham khảo ạ. Đấy, vuông thành sát cạnh, noa rất là đẹp. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Victor GS505. Đấy, chở kháng 8 ohm, công suất là 50W này. Giải tần từ 3 năm đến 25.000 Hz, made in Japan. Đấy, 100W cho cả cặp. Đấy, những cặp noa rất là lớn, chất âm rất là hay. Và một mức giá cực kỳ là ưu đãi, là 3.700.000 cho cặp Victor GS505. Bát 25, màng giấy gân mút và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy này. Giá thì cực kỳ là ưu đãi, là 3.700.000. Các bác cùng tham khảo những cặp noa đáng chơi. Và tiếp là một cặp Yamaha. Các bác chờ em một chút. Một cặp Yamaha 690, 690 trơn. Các bác cùng ngắm ạ. 690. Sở hữu một cái bát 30 này, sở hữu một cái bát 30. Màng giấy gân vải lụa nguyên zin, màng giấy gân vải lụa nguyên zin và một tuyến trung đôm này và một tuyến tép đôm. Hai vi tinh chỉnh cho giải cao, các bác cùng ngắm ạ. Noa rất là đẹp luôn, tuyến noa rất là đều. Còn nguyên chất mộc luôn, còn nguyên chất bãi nhá, các bác cùng ngắm này. Còn nguyên chất bãi luôn. Đấy, chưa có sờ pa mông má gì. Đây các bác cùng ngắm này. Tuyến noa còn cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Tuyến bát này các bác cùng ngắm này, còn xanh mướt luôn. Đấy. Còn xanh mướt luôn này, mà giá thì cực kỳ là yêu thương. Noa thì nặng một lớp gỗ này, một lớp gỗ màu vàng, vân vèo cũng rất là đẹp rồi. Các bác cùng ngắm ạ. Đấy, rất là đều, rất là đẹp. Chiều cao của noa là 65cm, rộng 35cm và sâu cả ê căng là 32.5cm. Cặp noa Yamaha. Và em quay tiếp tuyến hông này để giới thiệu với các bác. Tuyến hông các bác cùng ngắm ạ, vuông thành sắc cạnh, đấy, không có bể là sứt sẹo gì. Và em quay tiếp tuyến hông này của cả cặp để gửi đến các bác. Đấy, các bác cùng ngắm ạ, tuyến hông này cũng cực kỳ đẹp luôn. Và em quay lại báo thông số tuyến hậu và báo thông số cho các bác. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Tuyến hậu cũng còn rất là tươi mới luôn. Đấy, cũng còn rất là đẹp. Những con vít còn rất là sáng này, các bác cùng ngắm này. Những con vít ở tuyến hậu còn rất là sáng luôn. Đấy, không có bị rôm rỉ gì cả. Các bác cùng ngắm ạ. Model của nó là Yamaha 690, chở kháng 8 ohm, công suất là max là 90W. Đấy, 180W cho cả cặp. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay lại báo giá cho các bác cặp Yamaha 690. Bát 30, màng giấy gân vải lụa nguyên zin và một tuyến trung đôm và một tuyến tép đôm. Một mức giá là 5.500.000. 5.500.000 cho cặp Yamaha 690 ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Và tham khảo những cặp loa đáng chơi, đáng sưu tầm, chất âm cực kỳ hay. Đấy. Và tiếp lại là một cặp Pioneer ạ. Model của nó là S140. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. S140. Đấy. Một cái bát 25 này, màng giấy gân mút và một tuyến tép đôm này, một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 6cm, 8cm đấy ạ, 8cm. Thở phía đằng trước và một vi tinh chỉnh cho giải cao, các bác cùng ngắm ạ. Tuyến bát này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn rất là tươi mới luôn. Tuyến thùng cũng thế ạ. Các bác cùng ngắm này. Tuyến bát, tuyến tép còn rất là tươi mới luôn. Noa thì cũng được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ này. Đấy, chiều cao của noa là 62cm, rộng 35cm và sâu cả ê căng là 32.5cm. Đấy, các bác cùng ngắm này, noa còn cực kỳ đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hông của các cặp. Các bác cùng tham khảo tuyến hông này. Tuyến hông, tuyến xi màu nâu rất là nổi bật luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này, cũng có rep rai trái phải. Đấy, đây là chỉ là bụi bẩn thôi. Đấy, em chưa có lau dọn vệ sinh gì, nhưng mà tuyến hậu bao đẹp, tươi mới cho các bác luôn. Đấy, không có bể nở sứt sẹo gì.
và em quay tiếp tiền thông. Các bác cũng ngắm ạ, tiền thông này còn cực kỳ là vuông thành sắc cạnh luôn. Đấy. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Cặp loa màu đen của nó là Pioneer S140, trở kháng là 6,3 ohm, công suất đầu vào là 40W, công suất mắc là 80W, 160W cho cả cặp, made in Japan này. Đấy. Và em quay lại báo giá cho các bác cặp loa Pioneer S140, bát 25, màng giấy gân mút và một tuyến tép đôm, một lỗ thở thông hơi tầm khoảng 8cm thở phía đằng trước. Hôm nay em chia sẻ cho các bác một cái mức giá là 3 triệu 500. Đấy, một cặp Pioneer cũng đáng chơi, đáng sưu tầm, rất âm cực kỳ hay đấy ạ. 3 triệu 500 cho cặp Pioneer S140. Và tiếp ạ, là một cặp Victor, màu đen của nó là GS450. Các bác cùng ngắm này, tuyến loa còn rất là mới luôn, tuyến loa còn rất là mới luôn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ, tuyến loa còn rất là mới. Một cái bát 30 này, màng giấy gân vải lụa tẩm dầu nguyên zin, và một tuyến chung giấy cũng gân vải lụa tẩm dầu, và một tuyến tép giấy, hai vi tinh chỉnh cho giải cao này. Các bác cùng ngắm tuyến loa này, còn rất là mới luôn, còn rất là mới luôn. Đấy, đẹp từ tuyến thùng cho đến tuyến loa, các bác cùng ngắm ạ. Em quay rất chi tiết luôn, những cặp loa rất là đẹp luôn đấy ạ. Mà giá tiền thì cũng rất là bình dân, mà chất âm thì cực kỳ hay luôn cho những cái cặp loa Victor như thế này. Bát 30 mà. Loa thì được nặng một lớp xi màu xanh. Đấy, các bác cùng ngắm này, màu xanh này. Chiều cao của loa là 70cm, rộng 37cm và sâu cả ê căng là 33cm đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp. Các bác cùng tham khảo này, tuyến hông này, vuông thành sắc cạnh, không có bền ở sứ sẹo gì. Góc cạnh sắc đứt tay luôn đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này, tuyến hậu cũng còn rất là tươi mới luôn. Tuyến hậu còn rất là tươi mới ạ. Đây, em quay rất gần và chi tiết cho các bác. Và tiếp tuyến hông ạ. Các bác cùng ngắm này, loa cực kỳ đẹp. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác cặp loa. Model của nó là Victor GS450, trở kháng 6 ohm, công suất là 50W, giải tần từ 40-20.000 Hz, made in Japan, 100W cho cả cặp. Những cặp loa như thế này các bác nghe nhạc thẩm âm, hát karaoke gia đình cũng rất là tốt rồi, chất âm cực kỳ hay. Và một cái mức giá cũng cực kỳ là ưu đãi đến từ shop Thanh Tùng. Đấy, cho những cái ngày đầu xuân như thế này. Và hôm nay em cũng để cho các bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi là 3 triệu 700. 3 triệu 700 cho cặp Victor GS450, bát 30, màng giấy gân vải lụa tẩm dầu nguyên zin, và một tuyến chung giấy này cũng gân vải lụa tẩm dầu, và một tuyến tép giấy, hai vi tinh chỉnh cho giải cao là 3 triệu 700 ạ. Và tiếp là một cặp Pioneer, model của nó là CSF700. Đấy, lại một cặp loa Pioneer cực kỳ đẹp. Đấy, hôm nay em gửi đến cho các bác cặp loa cũng đáng chơi, đáng sưu tầm luôn đấy ạ. Chất âm cực kỳ hay. Các bác cùng ngắm ạ. Các bác cùng ngắm này. Bát 25, màng giấy gân vải lụa nguyên zin này, và một tuyến chung giấy cũng màng giấy gân vải lụa nguyên zin, và một tuyến tép đôm, hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Các bác cùng ngắm tuyến loa này, còn cực kỳ đẹp luôn, tuyến chung còn xanh mướt luôn. Đấy, tuyến bát này các bác cùng ngắm này, chỉ cũ theo thời gian thôi. Đấy, chỉ cũ theo thời gian thôi. Đấy, các bác cùng ngắm ạ, tuyến bát của cả cặp. Tuyến chung này cực kỳ đều, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Em quay rất chi tiết luôn. Đấy. Và loa thì cũng được nặng một lớp xi màu xanh. Chiều cao của loa là 72cm, rộng 35.5cm và sâu cả ê căng là 32cm ạ. Các bác cùng ngắm ạ, loa cực kỳ đẹp. Và em quay tuyến hông này, cả cặp, các bác cùng ngắm tuyến hông. Tuyến hông rất là đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này, tuyến hậu cũng còn rất là tươi mới luôn. Đấy. Và tiếp tuyến hông của cả cặp, đấy, gửi đến cho các bác quay rất chi tiết và cận cảnh. Đấy, góc cạnh bốn mặt luôn, vuông thành sắc cạnh, góc cạnh thì sắc đứt tay. Đấy, loa thì không có một nỗi nầm gì. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác cặp loa. Model của nó là Pioneer CSF700. Đấy, trở kháng là 8 ohm, công suất là 60W, made in Japan.
Đấy, 160W cho cả cặp. Các bác nghe nhạc thập âm karaoke gia đình cũng rất là tốt những cặp loa như thế này. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cực kỳ là yêu thương cho cặp CSF700, một mức giá là 4 triệu ạ, 4 triệu. Các bác cùng tham khảo những cặp loa đẹp và đáng chơi. Đấy. Và các bác xem yêu thích một sản phẩm nào, liên hệ ngay cho em Tùng Audio chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc, và xem video của em. Cũng cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để lấy động lực làm video gửi đến các bác thường xuyên. Đấy. Và những cặp loa đẹp gửi đến tay các bác. Đấy. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào những cái video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.